Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Thấu hiểu bản thân được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Rồng Tiên Sa. Trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Lan xin phép được đồng hành cùng quý vị để chia sẻ về chủ đề cách vượt qua nỗi sợ hãi. Thưa quý vị, hẳn là ai trong chúng ta cũng đều có những nỗi sợ của riêng mình. Bản thân Lan là một người cực kỳ tự ti và luôn lo lắng. Mỗi khi phải thể hiện trước nhiều người hay phải làm bất cứ điều gì vượt ngoài khả năng, Lan luôn lo sợ ánh mắt dò xét, đánh giá từ người khác. Những suy nghĩ tiêu cực đó, nó đã hạn chế Lan rất nhiều. Nó đã lấy đi sự tự tin và năng lượng vốn có trong Lan. Quý vị biết không, cũng bởi vì luôn lo sợ về những điều chưa xảy ra, nên trong cuộc sống hay trong công việc, Lan đã đánh mất khá nhiều cơ hội. Có lẽ bản thân Lan cũng ý thức được những yếu điểm của mình, nhưng thay vì thay đổi, Lan lại chọn cách im lặng và phớt lờ, xem đó là cách an toàn nhất. Có lẽ khi còn trẻ, chúng ta thường sẽ không có giới hạn cho những ước mơ và nỗi sợ hãi. Nhưng khi lớn lên, khi chúng ta bắt đầu ý thức được sự khắc nghiệt của cuộc sống, thì chúng ta lại khép kín và lo sợ nhiều hơn. Với Lan, trải qua cũng khá nhiều chuyện và đánh mất cũng khá nhiều cơ hội. Lan đã từng ngồi lại và hỏi mình rằng, làm sao Lan có thể tự tin hơn, làm sao Lan có thể bớt sợ hãi và bước ra vùng an toàn. Và như quý vị thấy đấy, hôm nay Lan đã đứng đây, đó là minh chứng cho sự thay đổi từng ngày trong Lan. Có thể nỗi sợ vẫn còn ở đó, nhưng Lan đã dám bước đi những bước đầu tiên. Bằng trải nghiệm của mình, Lan thấy rằng việc chúng ta dám đối diện và chấp nhận với những yếu điểm của bản thân, đó là bước đầu cho sự thay đổi. Bởi lẽ chúng ta cần phải hiểu rằng không ai trong cuộc sống này là hoàn hảo, và đặc biệt không ai trong cuộc sống này là không có giá trị. Bằng cách này, chúng ta sẽ bao dung và dễ dàng với bản thân mình hơn, để rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cách để khiến mình trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Với Lan thì Lan hàng ngày cũng đang cố gắng để giúp bản thân mình tốt hơn. Lan cũng tập suy nghĩ tích cực hơn. Dạ như Lan sợ đám đông thì Lan sẽ nghĩ đó là cơ hội để Lan có thể tỏa sáng và thể hiện mình. Dạ như Lan phải đảm nhận một vị trí hay công việc mới thì Lan sẽ nghĩ đó là nền tảng giúp Lan có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp sau này. Và một điều cuối cùng đó là mỗi khi Lan vượt qua được những giới hạn hay nỗi sợ, Lan sẽ học cách yêu thương và tán thưởng bản thân mình. Đây là cách Lan tự động viên và đẩy mình tiến về phía trước. Hành trình này Lan đã và đang đi, Lan hy vọng nó sẽ mang lại những thông điệp tích cực cho Lan. Và nếu có một lời nhắn nhủ, Lan chỉ muốn nói rằng, mọi người ơi, ai cũng sẽ có những yếu điểm của mình, nhưng thay vì trốn tránh, chúng ta hãy học cách đối diện và vượt qua nó, để rồi chính những nỗi sợ này sẽ khiến ta mạnh mẽ và kiên cường hơn. Vâng, trên đây là sự chia sẻ của Lan ngày hôm nay. Lan hy vọng sẽ mang lại ít nhiều những thông điệp tích cực cho tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.